Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Ẩn Số Thế Giới. Rất cảm ơn quý vị đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Quý vị và các bạn thân mến, có một món ăn mà rất đưa cơm trong mùa hè, rất là nhiều người yêu thích. Nhưng các bạn có biết không, loại thực phẩm này lại có nguy cơ gây ung thư rất là cao. Vậy đó là loại thực phẩm nào thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay trong video clip sau đây. Các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí và nhấn nút biểu tượng chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video clip hấp dẫn nào. Quý vị và các bạn thân mến, không ngờ món ăn đưa cơm trong ngày hè lại là một nguyên nhân gây ngộ độc và ung thư. Vào mùa hè thì thời tiết nóng nực, rất là nhiều người thích ăn những món thanh mát như canh bầu, canh cua mồng tơi. Trong những món ăn ấy thì không thể thiếu vài miếng cà muối. Cà pháo muối có nhiều dạng, có thể là dạng muối sổi, muối nén, đem lại hương vị khó quên cho những bữa cơm ngày hè. Cà pháo nói riêng và các loại cà nói chung được cho là thực phẩm có nhiều dinh dưỡng. Theo đông y thì cà pháo ngọt, tính hàn, có tác dụng tán huyết, tiêu viêm, chỉ thống, thuận tràng, lợi tiểu, tiêu thũng, thấp độc, trừ hòn cục trong bụng và ho lao. Tuy có tác dụng chữa một số bệnh khá tốt, nhưng trong cà cũng có chứa những lượng độc tố gây hại cho sức khỏe. Nếu bạn ăn không đúng cách sẽ khiến cho bạn gặp họa, có thể bị ngộ độc. Dù nhiều tác dụng cho sức khỏe, nhưng trong thân, lá, hoa và quả cà pháo có chứa một ít chất độc. Loại cà này có vị đắng nhiều và tức là chất độc càng cao. Chất độc trong cà thường được biết tới là các ascolone. Cà pháo còn có lượng siroteron, tuy không đáng lưu tâm nhưng lại là solanin độc. Quả cà chưa chín có lượng solanin cao hơn nhiều so với quả chín. Và trong cuộc sống, quả cà thường được dùng để nấu, muối, luộc, xào, chiên. Quả cà cắt miếng, ăn sống như rau, chấm mắm tôm hay mắm ruốc. Quả cà giòn tan, nhai rộp rộp kèm với mắm mặn rất là khoái khẩu. Nhưng cần phải cẩn thận, ăn nhiều thì có thể bị nhức mỏi do solanin bị độc. Ở mức độ nhỏ thì solanin rất độc, có thể gây rối loạn tiêu hóa và thần kinh. Khi đó thì bạn sẽ có cảm giác đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy, đau rút ở dạ dày, khô rát cổ họng, sốt, bệnh vàng da, giãn đồng tử và giảm thân nhiệt, ảo giác, mất cảm giác và tình trạng tê liệt. Đặc biệt hơn, nó còn là nguy cơ gây ung thư. Ngoài những độc dược có sẵn trong cà thì cách chế biến sử dụng dụng cụ để muối cà cũng là một tác nhân gây nên những căn bệnh ung thư gan và ung thư dạ dày. Tuy cà có chứa chất lysergic soda, chất chống lại ung thư, nhưng quá trình chế biến không đúng cách có thể khiến nó mất đi và thậm chí là biến đổi thành chất gây hại lớn. Thông thường thì chúng ta hay có thói quen muối cà vào bình nhựa, những loại nhựa không đảm bảo chất lượng khiến cho quá trình lên men của cà làm sản sinh ra axit, chúng sẽ tác động ăn mòn và ngấm vào các chất độc từ nhựa vào cà. Chất độc này có tác dụng trực tiếp tới dạ dày, chất độc được đi qua gan gây tổn thương cho gan, làm tăng nguy cơ ung thư gan và dạ dày. Theo một số điều tra ở những bệnh viện mắc ung thư gan, ung thư dạ dày thì có một lượng không nhỏ những người thường xuyên ăn dưa cà muối. Lưu ý khi ăn cà, không nên ăn quá nhiều, đặc biệt là đối tượng trẻ nhỏ, người già, người ốm mệt, phụ nữ mang thai, sau sinh, người mới ốm dậy, càng không nên ăn càng. Khi mà dưa cà đã bị nổi váng hay là mốc đen thì chúng có thể gây ngộ độc, cần phải bỏ đi. Phụ nữ sau khi sinh nếu ăn nhiều cà pháo muối sẽ gây bất lợi cho việc tạo sữa, cả mẹ lẫn con có thể bị ho, khí huyết không thông và có thể gây nhức mỏi.